Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Hilux bản 2 cầu tự động màu trắng ngọc trai. Và đồng thời thì sẽ thông báo cho anh chị về cái giá bán cũng như là giá lăn bánh thời điểm hiện tại. Xe bán tải thì nhiều anh chị có thể chưa biết thì thuế chỉ là 6% so với tỉnh. Xe con thì là 60% so với cả thuế xe con. Thì ở Bắc Ninh là thuế sẽ là 6%, còn như các tỉnh thuế 12% thì sẽ là 7,2%. Và đầu tiên thì em sẽ đi một vòng xung quanh cái ngoại thất của xe và thông báo cho anh chị về cái giá bán của các dòng xe, và sau đó thì em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các cái tính năng có trên xe Toyota Hilux này. Thì đầu tiên Toyota Hilux đều được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam từ Indonesia với ba phiên bản. Thứ nhất là bản phiên bản 2 cầu số sàn thì có giá niêm yết là 668 triệu một chiếc xe để đi cày. Tính ra lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh sẽ rơi vào khoảng 713 triệu, trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 189 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản một cầu số tự động có giá niêm yết là 706, hiện tại thì bên em đang giảm 12 triệu tiền mặt, lăn bánh tính ra sẽ rơi là 742 triệu, và trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 197 triệu. Và phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất có giá niêm yết là 999 triệu cho phiên bản trước mắt chúng ta đây. Phiên bản 2 cầu số tự động Adventure sẽ có giá niêm yết là 999, hiện tại thì bên em đang giảm 15 triệu tiền mặt, và tính ra lăn bánh cho anh chị sẽ vào là 1 tỷ 049 triệu, và trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em là 276 triệu 500 nghìn. Và là về giá xe cũng như trả góp các phiên bản của xe, thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về cụ thể chi tiết hơn các cái tính năng cũng như là soi các cái chi tiết có trên phiên bản hai cầu này. Thì đầu tiên ở phần đầu xe thì anh chị thấy ở trung tâm logo này sẽ khác với các logo thường khác. Đây là logo 3D có radar ở phía bên trong, phụ trách các chức năng trong gói an toàn Toyota Safety Sense như là giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm. Và bên dưới là có camera 360, hai cảm biến trước và cụm đèn bi LED ở đây. Còn đây là tổng thể về cái đầu xe. Đèn sương mù của xe này thì sẽ là đèn sương mù dạng LED, la răng có kích thước là 18 inch, lốp béo và có sẵn viền cô lốp ở phiên bản cao cấp này. Ở phiên bản hai phiên bản còn lại thì sẽ không có viền cô lốp ở đây. Gương thì sơn được màu đen tương phản gương và tay nắm cửa. Ở gương thì sẽ có cụm tính năng là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Còn ở phần đuôi xe thì có gì? Thứ nhất là có viền cô lốp này, và cái thứ hai là được trang bị sẵn luôn cái thanh giá nóc thể thao ở đây. Và cụm đèn sẽ khác so với cả cái phiên bản hai phiên bản dưới, và có sẵn cả camera 360 anh chị nhé. Đây là mắt cam sau này và bốn cảm biến sau. Đó là về phần ngoại thất của xe. Còn phần nội thất của xe thì có gì? Xe phần nội thất thì được trang bị là 7 túi khí. Có nội thất là da đen. Đây. Màn hình 10 inch. Cụm vô lăng thì có rất nhiều các nút bấm để điều chỉnh màn hình giải trí này, và màn hình đa thông tin ở đây. Màn hình 10 inch anh chị ạ, kết nối điện thoại không dây thông minh. Và đây là cruise control. Ở đây là gài cầu để nổ thông minh. Điều hòa hai vùng tự động anh chị ạ. Bên dưới này thì có nút là điều chỉnh chế độ lái. Xe thì có 3 chế độ lái là Eco, Normal và Power. Hộp số và phanh tay cơ. Ở đây là có hai cái phần cốp trên và cốp dưới ở đây. Xe thì được trang bị là bộ loa JBL cho ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ tốt anh chị ạ. 9 loa JBL. Và em sẽ xuống cái thứ hai để anh chị xem nhé. Hàng ghế thứ hai của xe thì cũng giống như các bán tải khác, thì cái hàng ghế thứ hai khá là dựng. Tuy nhiên là cái khoảng cách ngồi thì cũng khá là thoải mái, và đặc biệt là có trang bị thêm cửa gió hàng ghế thứ hai cho xe, và thêm một hai cổng sạc USB Type-C nữa. Loa cánh cửa, chỗ để cốc nước. Vâng, mà vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Hilux phiên bản 2 cầu tự động
màu sáng ngọc trai, và giới thiệu cho anh chị về giá bán. Thì hiện tại anh chị nào mà quan tâm cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline để xem màn hình. Em xin phép anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.